Đây là cái trái bưởi vuông, thì mình sau khi mình cắt xuống rồi á, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắt cái cắt kẽm. Tại khuôn bưởi vuông á, là mình thiết kế là 6 mảnh. Khi mình cọt kẽm mình lên khuôn xong, thì khi nó đầy khuôn rồi thì mình cắt cái trái bưởi đó. Khi mình cắt mình cũng cắt đối xứng với nhau, tức là mình cắt những cái dòng ngoài trước, cắt dòng ngoài hai bên. Khi cắt bạn nghe cái bụp một cái, tức là cái trái mình nó đầy và nó nén. Khi các bạn cắt cái bữa dưa của mình xong á, thì nó ở trên, thì mình tiến hành mình tháo nó ra, mình cắt luôn cái phần mà ở trên dưới. Và các bạn nghe một cái bụp cái nữa, là nói chung là cái trái mình nó đó là nó đầy khuôn. Đây là cái khuôn mà họ dàn cái vuông vuông mới. Nói chung cái này thì nó cũng tương đối đạt thôi, chứ chưa chưa lên cao, thời gian còn một tháng nữa nó mới đầy. Thì cái khuôn mới của mình đó, nó sẽ có cái đồng tiền hoặc hoa mai nằm trên đây đó, làm cho mình tạo hình thêm cái hình hoa mai nó nằm trên nữa. Nói chung cái khuôn này thì nó chưa có gọi là đạt cao. Đạt cao. Rồi mình sẽ cắt thêm một trái nữa cho các bạn xem ha. Đây. Cùng làm một lượt mà nhưng có trái trước tới sau, tại mình cắt hơi sớm, chứ nếu này mình để thêm một tháng nữa thì cái trái nó sẽ đạt cao. Trái này thì cuốn cành lá này kia cao hơn. Trái này có khả năng nó sẽ đạt cao hơn trái đó. Đối với khuôn thỏi vàng á, thì mình phải xả ốc. Còn cái này là mình chỉ cắt kẽm, là mình thu trái thôi. Mình cắt mình tháo liền. Đây là phần dưới của hỏi vàng, dưới của khuôn vuông. Cái khuôn vuông này nói chung là thời gian mình làm á, thì nó tầm khoảng 4 tháng, mà những cái khuôn này thì nó chỉ 3 tháng thôi, chứ mình làm 4 tháng, làm Tết cái du kỳ Tết thì 4 tháng. Đây, cái khung này thì nó có cái đồng tiền. Cái lô 300 Tết này thì sẽ có toàn bộ đồng tiền mới, khuôn mình mới. Tại khi mình thiết kế một cái khuôn ga, nói chung là khi mình tạo hình, nói chung là cái khuôn đó mình đã làm nhiều năm, 3 năm trước thì mình cái mẫu đó ra mình thiết kế rồi. Thì cái mẫu bây giờ mình sẽ dựa vào cái tỷ lệ và đạt đó đó, thì mình tiếp tục mình cải thiện, mình thêm, mình tạo hình cho nó mang một cái giá trị cao hơn. Đây, các bạn thấy không? Cực kỳ. Này mình rửa nữa đó. Quá đẹp, nét chữ bây giờ mình cải thiện lại là cực kỳ. 1 2 3 à. Này mình rửa ha, tại trái cây nó nằm trong khuôn đó, mùa này nó sẽ có gầy, mình xịt thuốc vào nhiều khi nó sẽ bị nóng. Đây cái ở trên các bạn thấy không,
cái này nó bị che, nó có cái đồng tiền đó. Sản phẩm mang tính cách mạng đó. Năm nay sẽ có mấy trăm tái, 300 tái à. Đối với cái đồng tiền này thì nó sẽ đẹp hơn cái hình hoa hoa mai. Hoa mai bên đây tại mình đang test, nói chung mình làm test cái hoa mai này thì nó không hiệu quả lắm, nó không đẹp, không đẹp. Rồi sẵn clip mình sẽ cắt luôn cái trái hình mới của mình, đó là cái trái lục giác, lục giác tài lộc. Đây là cái trái mới lục giác tài lộc. Cái này mình bỏ qua một bên đi. Đây, lục giác tài lộc. Thì 300 khuôn lục giác tài lộc này á, là cái trái này á là thứ tự thứ 19. 298 trái chứ. Tại vì làm 300 mà nó chỉ ra được có 298 trái. Rồi, thì cái khuôn này thì đối với cái khuôn này thì mình cũng cắt kẽm y chang như cái khuôn kia. Tại vì khi mà cái trái mà nó lên khuôn rồi thì bạn thấy nó cắt, nó nghe cái bụp, tức là cái trái nó đang nén. Đây là lục giác. Một cạnh, hai cạnh, ba cạnh, bốn cạnh, năm cạnh, sáu cạnh. Thì mỗi cạnh gì nó sẽ có một chữ tài hoặc chữ lộc, thì nó ra sáu chữ. Ở trên thì nó có đồng tiền hoặc hoa mai. Nói chung là cái mẫu cải tiến mới này mình hứa hẹn nó sẽ là một cái sản phẩm mà gọi là mang giá trị kinh tế cao. Những cái khuôn này nói chung đầu tư cái khuôn thì nó mắc, nhưng là khi tạo hình ra thì cái trái nó đẹp. Nó công phu và nó đẹp. Các bạn cắt kẽm thường các bạn bỏ qua một bên để thôi, nó sẽ nói chung là mình đạp á, mình đạp trúng kẽm bén á, mình sẽ kỹ phần đó một chút. Thời gian thì làm giống như thỏi vàng cũng như nhau, thì mỗi trái nó mang một cái thời gian và cái lên khuôn khác nhau. Tại vì cái trái hình lục giác và hình vuông này á, nó sẽ có thời gian lên ít hơn. Tại vì khi cái trái bằng trứng gà là phù hợp cho mình làm cái thỏi vàng. Còn những trái nào mà sót bự đẹp á, thì mình phù hợp cho làm cái trái hình vuông, tại nó cái lòng nó bự hơn, mình sẽ vô cái trái bự hơn. Đây mình sẽ mở ra, đó. Quá đẹp luôn. Các bạn thấy không? Một lộc nè, tài nè. Cái trái này nó chỉ là mới có hai tháng mấy thôi, chưa đủ là 90 ngày nha. Tại vì mình gấp mình cắt sớm để mình có mẫu để cho các bạn xem. Đó. Tài lộc nè. Đối xứng với nhau. Khi mình gáp mình phải chú ý cái phần này. Lục giác. Đây là cái hình hoa mai. Hồi xưa là tên này nó không có, còn bây giờ là mình thêm cái hình hoa mai lên đây nữa. Nói chung mình tạo cái giá trị mà cái sản phẩm mà nó cùng một giá trị mà nhưng là nâng cao cái hình ảnh cái sản phẩm lên. Ví dụ cùng một cái giá tiền mà nhưng hồi xưa mình giống như những cái sản phẩm mà công nghệ vậy đó, mỗi năm vậy mình sẽ điều chỉnh. Đây là cái khuôn hình những cái tấm mà nhựa mica, nói chung là mình sẽ gia cố lại, mình thiết kế để mình ra được cái khuôn. Đây cho các bạn xem. Cái trái nó quá tuyệt vời. Cái quái nó quá... Đây là cành cuốn lá đầy đủ. Quá đẹp. Một là hình hoa mai, hai là hình đồng tiền. Đồng tiền. Các bạn tham khảo cái sản phẩm nào nó đẹp hơn nha. Đây là sản phẩm mới nhất của mình nha.
thì Tết bắt đầu mình sẽ có làm nhiều khuôn lên thì mình sẽ có những cái sản phẩm gọi là đẹp hơn, tại vì nó có tỷ lệ, mà nhưng dạng này là cũng đẹp tương đối rồi. Mình bỏ lên cái đế xây nữa là nó đẹp. Rồi mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn liên hệ với Tâm về khuôn rồi sản phẩm này kia đầu Tết cho 2025 và những cái năm Tết tiếp theo đó, thì Zalo số điện thoại của Tâm là 0939 54 5658. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.